Mỏi tay quá, có cách nào hơn không? Ồ, một chiếc máy cắt cầm tay sử dụng pin. Anh em nhá. Ồ, hôm nay mình được nhìn thấy cái sản phẩm như thế này. Thì hôm nay sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một cái dòng máy cắt pin cầm tay đa năng, cắt đa năng nhá. Cái này cắt được vải và tất cả các chất liệu mềm. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái tính năng của cái dòng sản phẩm này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp. Thì bên trong này chúng ta đầu tiên mở ra thì sẽ có một cái sách hướng dẫn. Mà sách hướng dẫn này thì toàn là tiếng Trung Quốc rồi, không đọc được. Và kèm theo một chiếc máy này chúng ta sẽ có một cục adapter sạc pin này. Và một cục đế pin, cốc pin này. Một dao cắt sơ cua này. Và kèm theo đó là một cục pin sơ cua khi anh em ra sử dụng cái pin nó có thể thay thế. Và tiếp theo thì đây là cái sản phẩm chính của chúng ta. Đây chiếc máy của chúng ta đây, đây là một chiếc máy cắt sử dụng pin. Chúng ta cầm tay chúng ta cắt. Thì với chiếc máy này thì đi theo chiếc máy chúng ta đã có pin và một cái dao cắt như thế này rồi. Đấy. Và với chiếc máy này thì rất là phù hợp cho anh em chúng ta sử dụng trong ngành may mặc, chúng ta cắt vải này, cắt da này, hoặc là ngành thủ công cắt giấy hay là cắt các cái chất liệu mềm. Thì hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn cái dòng sản phẩm này. Và để nêu được cái tính năng này thì hôm nay tôi sẽ trải nghiệm thực tế cái dòng sản phẩm này cho anh em chúng ta biết về cái dòng máy này nhé. Về cái thông số máy thì anh em chúng ta có thể tham khảo trên màn hình nhé. Và ngay sau đây thì tôi sẽ trải nghiệm cho anh em chúng ta biết về cái công dụng của chiếc máy cắt này. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số các chất liệu, đầu tiên là vải này, giấy này, đề can này. Đề can mà anh em chúng ta hay sử dụng này. Và một loại đó nữa là loại xốp này và loại da. Đây tôi sẽ sử dụng thử cắt cho anh em chúng ta thấy này. Đầu tiên là chất liệu da này. Cắt rất là ngọt nha. Đấy. Và tiếp theo này, loại xốp mỏng này. Với cái loại xốp mỏng này thì hầu hết tất cả những cơ sở nào chúng ta đang làm thì chúng ta cũng có thể cắt được như thế này. Rất là dễ. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái chất liệu nữa, đó là chất liệu đề can. Thì cái đề can này thì anh em là chúng ta làm quảng cáo chúng ta cũng rất là hay cắt. Và tiếp theo là giấy này. Giấy thì bây giờ tôi cắt cái loại này thì tôi sẽ cắt 4 tờ luôn, 5 tờ luôn. Rất là ngọt. Rồi tiếp theo, vải này. Thì đây là cái tính năng của cái dòng máy cắt pin cầm tay này. Thì nếu như anh em là chúng ta quan tâm đến dòng sản phẩm này thì hãy để lại bình luận bên dưới hoặc có thể truy cập vào website vnc.vn. Và các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh để nhận được những video về các sản phẩm mới nhất từ hệ thống phân phối Vitachi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.